Hân hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong tháng 7, khi nói đến không thể nào bỏ qua quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Từ vi học có nói mỗi người sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người từ nhỏ sinh ra đã có số phú quý, làm gì cũng đều được đại cát đại lợi. Nhưng mà cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì chúng ta mới được giàu có lên. Việc xem tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 7 âm lịch cho chúng ta biết được những việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 7 được thực hiện bởi thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số tử vi sẽ cho quý vị biết được về bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 7 sẽ biết được thiên cơ, biết được những dấu mốc quan trọng trong sự thay đổi cả về sự nghiệp, tình duyên và gia đạo của mình. Quý vị sẽ nắm rõ được tổng quan về cuộc đời của mình, những người sinh năm 79 sẽ có gì đặc biệt. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng, đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý định hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết mình với bạn bè, nên có mối quan hệ rất rộng rãi, được bạn bè yêu mến, kính trọng. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh, tính tình hiền dịu, là mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình. Họ thường có phúc tướng, vượng phu, ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tháng này với tuổi Kỷ Mùi, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá. Tình cảm gia đạo yên vui, nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện những mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc, cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo mà thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp mậu dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy những người tuổi Kỷ Mùi có nhiều cơ hội được thăng chức tăng lương trong tháng này. Bạn chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của bà lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Ngoài ra bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngọc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Kỷ Mùi năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 7 năm 2022 âm lịch, gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay. Nếu đạt được thành tích xuất sắc
trong công việc có thể nhận thêm được những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng tháng 7 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Kỷ Mùi không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Và hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và cất lành cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa đối với tuổi Kỷ Mùi. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, bạn sẽ biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm bích thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù có khó khăn và vất vả đến như thế nào thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác nhau và ai cũng có sứ mệnh riêng. Hy vọng rằng thông qua những việc luận giải về tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.